Đây là toàn cảnh phía sau của khu nhà Vinh Tân các bạn nhé. Tất cả là hoàn chỉnh hết rồi, dân đã ở kín các bạn nhé. 70m2, giá chỉ 870 triệu. Tháng 11 nhận sổ và giá sẽ tăng lên một cách đột biến các bạn nhé. Các bạn vui lòng liên hệ với hotline của chúng tôi để được có được sự tư vấn tốt nhất. Khu nhà ở Vinh Tân tọa lạc tại mặt tiền của đường DT742 các bạn nhé, trung tâm của phường Vinh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, và tiếp giáp với khu công nghiệp Sun Casa, tiếp giáp với khu công nghiệp Vinsim 2 các bạn nhé.